Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình tiếp nhận một chiếc xe này thì nó đúng là xe của học sinh. Đây, xe gọi là giả Sirius của hãng Yamaha thôi, nhưng mà xe này là xe 50 của học sinh mang đến chỗ mình để sửa cho hệ thống đè. Đấy, không hiểu sao là xe mới mua đấy, nhưng mà đi không được mấy cả mà đã không đè được rồi. Đấy, điện ắc quy đã yếu. Vâng, với số km còn rất ít, có 6.551 km. Vâng, vậy thì với một chiếc xe mà mới như thế này mà lại nhanh hỏng ắc quy thế thì lý do là tại sao? Có thể do chất lượng bình, đúng không ạ? Có thể do hệ thống nạp điện không đạt tiêu chuẩn. Và video này thì mình cũng mục đích là quay lại để những anh em mà đang học nghề hoặc là mới ra làm mà còn ít kinh nghiệm để anh em xem và anh em cũng có cái nắm bắt được những cái thông tin mà sau này ví dụ như anh em có làm thì anh em cũng phải để ý khi anh em thay ắc quy nhé. Vâng, vậy thì xe thì rất mới rồi đúng không ạ? Ắc quy thì cũng là ắc quy GS đây, và bình thì yếu điện không thể nào đè được nữa rồi. Đây mình có thể mình đo bằng thiết bị kiểm tra ắc quy chuyên dụng luôn để anh em thấy nhé. Anh em thấy bình ắc quy yếu đến mức độ là kim không thể lên được ạ, đúng không ạ? Đo với một thiết bị kiểm tra ắc quy chuyên dụng thì kim không thể nhích lên được. Đấy, rất là yếu. Đây, anh em nhìn này. Vậy thì kết luận là ắc quy là không đủ để khởi động động cơ rồi, đúng không ạ? Hết điện rồi. Và mình cũng đã lắp một ắc quy mới vào rồi anh em ạ, đã lắp một ắc quy mới rồi. Vâng, và nguyên nhân của chiếc xe này khi mà còn mới như vậy mà ắc quy lại nhanh hỏng như vậy thì lý do tại làm sao? Vậy thì với những anh em mà chưa có kinh nghiệm đúng không ạ, thì khi anh em lắp ắc quy thì anh em nên kiểm tra điện áp nạp nhé, xem có bị quá áp không. Vâng, đây là trường hợp xe bị quá áp cho nên là nạp quá áp cho nên là bị khô dung dịch ở trong bình ắc quy nhá. Anh em thì thường cứ gọi nôm na là ắc quy khô thôi, nhưng mà thực chất thì tất cả ắc quy đều phải có dung dịch ở bên trong cả nhé. Đấy, gọi chuẩn thì là gọi là bình ắc quy kín khí. Vâng, anh em chọn về thang đo điện một chiều. Vâng, với chiếc đồng hồ của hãng Kyojitsu này thì đo tuyệt vời lắm anh em ạ. Đấy nhá, mình cũng đang cung cấp chiếc đồng hồ của hãng Kyojitsu này. Đấy, cho thông tin rất là chính xác. Đấy, rất là bền trong nhiều năm. Đấy, anh em nhìn, nếu mà nhà mình đo các thang đo thì rất là đơn giản, là một này. Hai là anh em đo điện xoay chiều thì anh em đo về nấc thang đo điện xoay chiều. Anh em không cần phải chọn các giải điện áp, bởi vì là các giải điện áp là hoàn toàn tự động nhé. Đây là thang đo điện một chiều này, đúng không ạ? Đây là thang đo điện đo điện trở này. Đấy, đo điện trở này. Đấy, và anh em chuyển bằng cách là, đây là thang đo này là ba chức năng, điện trở này, anh em bấm vào đây thì là đo diode này. Anh em nhìn con diode này hiện lên này. Đấy, anh em đo thông mạch thì anh em bấm tiếp vào đây. Đấy, thì anh em nhìn cái sóng sóng này. Đấy, thì là sẽ là đo thông mạch nhá. Anh em chập hai đầu dây với nhau thì sẽ kêu này. Đây này. Đấy, anh em nghe thấy đồng hồ kêu chưa? Đấy là đo thông mạch nhá. Vâng, đây là nấc đo điện dung của tụ điện này, đấy, đo tần số này, đúng không ạ? Đây là các nấc đo micro ampere này, mili ampere và ampere, đúng không ạ? Đo cường độ dòng điện này anh em, để đo dòng dò nhé. Đấy, vậy thì bây giờ mình sẽ chọn thang đo điện một chiều. Vâng, chỉ cần chọn về thang đo điện một chiều thôi, anh em không cần phải chọn các giải điện áp, vì đồng hồ là hoàn toàn tự động. Đấy, còn nhiều anh em bảo là sao đồng hồ khi mà mình vặn thì chưa đo mà có nhảy số này, thì đồng hồ rất là nhạy nhé. Đấy, anh em nhìn có dấu âm đằng trước là thực tế là chả có gôn nào cả, đúng không ạ? Đấy, còn nếu như anh em mà không muốn đồng hồ nó nhảy số như này thì anh em bấm vào chữ này này. Đấy, anh em bấm vào đây, anh em chọn cái dấu dấu giống cho dấu chấm kìa. Đấy, nó để ở giữa nhá, để giữa ở bốn số này.
thì đồng hồ sẽ không nhảy nữa nhé, đúng không ạ? Đây là nấc reset này, anh em bấm vào đây thì lại reset lại bình thường này. Vâng, vậy thì mình sẽ đo nhé. Vậy thì anh em dù bận đến đâu thì bận, nhưng mà khi mà anh em mà lắp ắc quy thì mình vẫn có làm một video rồi, anh em nên là lắp xong anh em phải đo xem là điện áp nạp có đạt tiêu chuẩn không. Đấy, rồi có bị quá áp không. Còn nếu không ấy thì sẽ, nếu quá áp sẽ rất nhanh hỏng bình ắc quy anh em ạ. Mặc dù anh em lắp bình ắc quy tốt ấy nhưng vẫn nhanh hỏng. Vâng, mình đã kết nối đồng hồ với ắc quy rồi. Và hiện tại bây giờ thì điện áp bình điện đang là 12V 86, đúng không ạ? Vâng, điện áp rất khỏe, bình đang được nạp rất là no. Mình sẽ khởi động nhé. Vâng. Anh em nhìn này, bắt đầu mình ga lên này. Đây là mình ga nhẹ nhá, mình chưa ga mạnh đâu. Đấy, mình mới ga nhẹ mà đã, anh em nhìn này, đã hơn 17V rồi. Rồi, hơn 18V. Vậy thì với điện áp nạp này thì chắc chắn là ắc quy cũng nhanh chết thôi, đúng không ạ? Nhanh chết thôi. Đấy. Anh em thấy với một chiếc xe hơi 50, đúng không ạ, xe số thôi đấy, mà để nổ ra thì đã là 14V, hơn 14V rồi. Vậy thì hệ thống nạp xe này là không đạt tiêu chuẩn đấy. Đấy, điện áp nạp là quá, đúng không ạ, cho nên là nhanh khô dung dịch ở trong bình. Vậy thì nếu như mà anh em chỉ nghĩ là bình ắc quy hỏng thông thường thôi, mà anh em lắp một cái bình mới mà anh em không đo, thì chắc chắn là cái bình mới của chúng ta, kể cả bình tốt cũng dùng cũng chả được bao lâu là bình sẽ hỏng luôn, bởi vì sẽ khô dung dịch ở trong này rất là nhanh, đúng không ạ? Đây mình cũng đang lắp bình mới rồi. Đây, đây là cái kinh nghiệm mà anh em cần lưu ý nhé, khi anh em lắp ắc quy cho khách hàng, đúng không ạ? Đấy, xe rất mới, còn có 6.551 km. Vâng, bây giờ mình sẽ thay nạp nhé. Đúng chuẩn là thay tiết chế chỉnh lưu. Đấy, anh em thì gọi nôm na là nạp, nhưng mà thực chất thì nó tên đầy đủ chuẩn là gọi là tiết chế chỉnh lưu. Vâng, bây giờ mình tiến hành mình thay đấy nhá. Thì khi anh em lắp ắc quy ấy thì bận đến đâu thì bận, nhưng mà khi anh em lắp thì anh em tốt nhất là anh em cứ dùng đồng hồ anh em đo là chắc chắn nhất. Đấy. Vâng, chắc là nó ra chậm. Rồi, mình tiến hành mình tháo ra nhá. Vâng, anh về nhé. Đây, chiếc thiết kế chỉnh lưu trên xe đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thay thiết kế chỉnh lưu xịn sò của Honda vào nhé. Đây là
đấy thì anh em lưu ý nhé, khi anh em kiểm tra nhé, đường dây xem có bị đứt không nhé. Đấy, ví dụ cái dây vàng này, cái dây vàng này, đấy, dây vàng là đứt thì cũng không được nhé, thì cũng không ra đây để tiết chế dòng điện được. Đó, cũng như là dây mát nhé, cái dây xanh lá cây đấy, anh em cũng phải lưu ý nhé. Rồi, sau khi mình đã lắp xong rồi mình kiểm tra nhé. Vâng, điện áp đang là 12V 82-81 của ắc quy. Mình cho nổ máy nhé. Mình ga lên này. Vâng, ga thì cũng chỉ hơn 14V thôi. Đấy, chưa tới 15V. Vâng, với điện áp nạp này là tuyệt vời rồi anh em ạ. Đấy. Vậy thì khi anh em lắp bình ắc quy thì anh em lưu ý là phải đo điện áp nạp cho mình. Không thì mình lắp bình ắc quy mặc dù là tốt ấy, nhưng mà cuối cùng là đấy, nếu mà điện áp nạp mà cao quá thì sẽ gây nhanh khô dung dịch và bình ắc quy rất nhanh hỏng. Ra lại một lần nữa nhá, ra cao luôn này. Vậy thì đạt tiêu chuẩn rồi anh em ạ, điện áp nạp rất là tốt. Vâng, vậy thì đây là một trong những video mình làm để dành cho những anh em thợ muốn học nghề, đang học, cũng như là anh em mới ra nghề nhưng mà anh em ít kinh nghiệm thì anh em xem và anh em tham khảo nhé. Với một chiếc xe mới xong, ắc quy đã bị kém ngay. Đây, anh em này, nạp điện áp nạp cao quá. Đây này, anh em sờ vào bình ắc quy này, nó nơi các ngăn cực bị phồng này, phồng thì em nhìn này, phồng này. Đấy, không cách ngăn cửa ắc quy để em nạp cao quá. Vâng, vậy thì với một chiếc đồng hồ đo điện rất là dễ sử dụng như này và thông tin rất là chính xác, rất là đơn giản, đấy, thì mình cũng là đại lý cung cấp chiếc đồng hồ đo điện của hãng Kyojitsu đến từ Nhật Bản này nhá. Đấy, anh em có nhu cầu thì alo cho mình sẽ gửi chiếc đồng hồ để cho nhé. Vâng, vậy thì về cuối video, anh em cần những đồng hồ đo điện này, rồi các bộ đồng hồ đo áp, riêng phần đồng hồ công ty DTDoto nhập khẩu Hàn Quốc nên là chất lượng rất là tốt. Và các bộ máy Mosuken thì bây giờ máy Mosuken mình nhập về rất là nhiều để đáp ứng yêu cầu mua máy, rồi đổi các thế hệ máy cũ sang máy thế hệ mới như Mosuken Tab này, rất là đông. Đấy, thì bây giờ mình nhập về rất là nhiều để không bị động trước nhu cầu mua máy mới cũng như là đổi máy của anh em thời gian vừa qua rất là đông anh em ạ. Đấy, cho nên là máy mua cáp rất là khan hiếm, lúc nào cũng mong công ty gửi máy để gửi về, để gửi máy tới những anh em đã đặt tiền mình. Vâng, vậy thì bây giờ nguồn máy mình nhập về rất là nhiều, rất là dồi dào. Anh em có nhu cầu đặt máy mua sơn cáp, anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Tất cả các sản phẩm từ đại lý của mình bây giờ đã công ty đã gửi về rất là nhiều rồi. Vậy thì anh em cứ kết bạn Zalo với mình theo một số điện thoại duy nhất là 0979 407 116, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.